Xin cầu đoàn đáp và cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi chúng con hôm nay chơi đã mệt chưa? Nói lớn thế nhỉ, chúng con đã chơi có mệt không? Không mệt phải không? Thế chúng con có vui không? Vui phải không? Chúng ta vui thì chúng ta vỗ một tràng pháo tay để cảm ơn nhau nào. Cha nghĩ rằng chúng con vui chơi phải không? Vui thể thao, khỏe mạnh rồi, nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa đó là chúng con phải vui trong Chúa và vui trong Thánh Quan Thầy. Và cái niềm vui đó nó mới là tốt phải không? Còn nếu chúng con chỉ vui chơi hoặc là lĩnh nhiều phần thưởng, nhiều quà thôi thì chưa có đủ, mà cái niềm vui của chúng con phải vui hơn nữa là vui trong Chúa và vui trong Thánh Quan Thầy. Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, thưa các trưởng các sứ đoàn trong giáo hạt thành phố và toàn thể các em thiếu nhi chúng con rất thân mến. Hôm nay chúng ta mừng lễ Quan Thầy của sứ đoàn giáo sứ Hoàng Xá. Có lẽ cũng là một cái dịp để cho chúng con thiếu nhi ôn lại xem là Thánh Quan Thầy của mình như thế nào. Và khi mình biết được Thánh Quan Thầy thì mình mới vui được. Thánh Quan Thầy của chúng ta đó chính là Thánh Giuse Phạm Quang Túc. Ngài sinh ra năm 1843 tại giáo họ Hoàng Xá, còn chúng ta là xứ Hoàng Xá nhỉ. Ngài sinh tại họ Hoàng Xá thuộc giáo xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Thế thì Thánh Giuse Phạm Quang Túc là một thanh niên rất là chất phác, đạo hạnh. Sống trong một gia đình nghèo, lao động cần cù như ở vùng Hưng Yên ngày hôm nay. Cha của Thánh Nhân muốn cho Ngài được theo học
được hiểu rộng biết nhiều, và cha của ngài không muốn ngài phải lao động vất vả trong cái nghề nông. Vì vậy mà cha của ngài đã mời thầy về để dạy chữ cho ngài, và mong cho con trai của ngài được theo học khoa bảng, nghĩa là được học giỏi, được thi cử tốt lành. Nhưng mà cho đến năm 1861, thì khi mà có sắc chỉ cấm đạo phủ khắp các làng mạc công giáo, mọi người, mọi nhà, thế thì tất cả mọi người, rồi ruộng vườn, gia sản, trâu bò, tất cả mọi người có đều bị người ta tàn phá hoặc là tịch thu nữa. Đấy. Để người ta phân chia cho những người lương dân, và muốn không còn có đạo ở trên mặt đất này. Đấy. Cho nên là họ cấm đạo. Và bởi vì cấm đạo như vậy, cho nên là cái việc học hành của Thánh Túc đã bị bỏ dở dang. Cho đến mùa xuân năm 1862, thì khi đó chàng trai Giuse Phạm Quang Túc đã bị bắt, và lúc đó ngài mới 19 tuổi tròn thôi. Ngài đã bị biệt giam tại ngục Đông Khê, thuộc về huyện Khoái Châu ngày hôm nay. Thế thì khi bị bắt như vậy thì có một điều là người nhà rất là thương tiếc chàng thanh niên đang học giỏi như vậy. Thế thì có nhiều người nói và đã đưa tiền cho quan lính để muốn cho anh chàng Túc này trở về nhà. Nhưng mà anh chàng đã nói rằng là tôi sẽ không trốn bất cứ bằng cách nào, vì nếu tôi trốn thì sẽ làm khổ cho người khác. Bây giờ Chúa muốn tôi thế nào thì tôi xin vâng với ngài như vậy. Đấy. Ngài không chấp nhận đút lót để rồi được tự do, mà ngài muốn theo ý Chúa, mà ý Chúa thì muốn ngài phải sống một đời sống trung thành với Chúa, vâng phục thánh ý Chúa, và nhất là chứng minh cái niềm tin của mình vào Đức Kitô. Và đến năm 1862, cuối năm đó, chàng trai tên là Túc được dẫn về ngục thất ở thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên. Và trải qua những sự dọa nạt, tra khảo, dụ dỗ, nhưng mà tất cả những điều đó không lay chuyển được đức tin son sắt của ngài. Và ngài đã anh hùng để tuyên xưng cái niềm tin của mình, không thể làm gì hơn được. Các quan án đã lập ra một cái phép xin quan trên được xử trảm và phải trở về kinh đô Huế để xử án. Chúng ta thấy vị chứng nhân trung thành Giuse Phạm Quang Túc đã chịu xử trảm, hay là ngài đã chịu chém đầu vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 1862, đời vua Tự Đức. Khi mà ra pháp trường thì có một người tên là ông Hưng đã làm chứng về cái việc chịu chết của ngài rằng: khi tôi đi theo anh Túc ra tới pháp trường thì anh luôn luôn sốt sáng cầu nguyện, miệng không lớt người xưng danh Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, và sau đó anh đã bị chém đầu, và tôi, có nghĩa là ông Hưng, đã mai táng thi thể của ngài một cách tử tế. Còn một vị nữa tên là bà Linh, bà ta thuật lại như thế này: khi tôi nhìn thấy đầu của người tôi tớ Chúa bị tên Lý Hình tung lên cao để cho quan nhìn thấy và để bẩm trình với quan rằng họ đã thi hành án của ngài hoàn thành. Chứng nhân đức tin Giuse Phạm Quang Túc đã được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Qua đôi dòng lịch sử của thánh nhân, chúng ta thấy ngài là một thanh niên, cũng như một số thanh niên trong giới trẻ của chúng ta. Ngài đã để lại cho chúng ta một cái mẫu gương hết sức lắng nghe lời Chúa và làm theo luật Chúa truyền. Và như vậy, ngài đã để lại cho chúng ta một cái mẫu gương trong đời sống đức tin. Thiếu nhi chúng con nhận Thánh Giuse Túc làm quan thầy, chúng ta cũng được mời gọi hãy
sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa như gương chứng nhân của Thánh Quan Thầy đã để lại. Và như trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta nên một như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một. Khi chúng ta thực hiện đời sống yêu thương nhau, vâng nghe theo lời cha mẹ, thầy cô giáo lý viên, các sơ, các cha và tất cả mọi người, và khi đó chúng ta thực hiện đúng như lời Chúa mời gọi, và Chúa cũng cầu nguyện cho thiếu nhi chúng con để chúng con nên một, có nghĩa là Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau trong đời sống một tinh thần hiệp nhất. Như trong ngày mừng lễ Quan Thầy hôm nay, từ sáng tới giờ chúng con đã vui chơi, chia sẻ với nhau niềm vui, chia sẻ với nhau một chút gì đó, một que kem, một cây kẹo, hoặc là một cốc nước, một ly nước ngọt. Điều đó cũng nói lên cái tinh thần hiệp nhất của thiếu nhi chúng con. Và ước gì rằng ngày Quan Thầy này, tất cả những cái niềm vui và cái niềm tin đó chúng con sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa và giúp cho nhau nên một trong sứ đoàn Thánh Giuse Phạm Quang Túc. Chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Nhân ban cho thiếu nhi chúng con cũng noi gương Ngài để chúng con yêu thương và trở nên hiệp nhất trong một sứ đoàn, trong một đức tin, trong một Thiên Chúa và trong một Thánh Quan Thầy. Ước gì tất cả những lời nguyện ấy sẽ Chúa cũng sẽ ban cho mỗi người thiếu nhi chúng con, để niềm tin và tình thương hiệp nhất ấy sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời của chúng con, và đến sau này chúng ta sẽ cùng hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng cùng với Thánh Quan Thầy Giuse Túc. Ước gì được như vậy. Cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay nữa thật lớn để cảm ơn tất cả mọi người, nói lên cái tinh thần hiệp nhất của chúng con. Giờ đây xin mời cộng đoàn và thiếu nhi chúng con cùng đứng làm phút cầu nguyện chung. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày mừng kính Thánh Giuse Phạm Quang Túc, Phạm Quang Túc Tử Đạo, cũng là ngày mừng Quan Thầy của sứ đoàn Giuse Túc Giáo xứ Hoàng Xá. Chúa đã đoái thương cho tổ tiên chúng ta biết lấy mạng sống mình mà minh chứng đạo Chúa. Chúng ta cùng sốt sắng tạ ơn và dâng lời cầu xin. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho quê hương Việt Nam thân yêu chúng ta, nơi đã thấm nhuần máu của các thánh tử đạo, luôn được hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời Chúa. Các con là những chứng nhân của Thầy, chúng ta hãy cầu cho Giáo hội Việt Nam luôn được thăng tiến, để góp phần xây dựng đất nước trong công bình và bác ái, mang lại phần rỗi cho mọi người. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu thế gian đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người thiếu nhi thánh thể trong sứ đoàn chúng ta biết noi gương anh dũng của tiền nhân, can đảm hy sinh trên con đường theo Chúa, bảo vệ đức tin và thực thi đức ái. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Phúc cho các con là những kẻ bị bách hại vì công chính. Chúng ta hãy cầu cho các bạn thiếu nhi trong sứ đoàn chúng con biết vâng nghe theo lời Chúa dạy, biết yêu thương bạn bè và mọi người, và luôn biết noi gương Thánh Giuse Túc Quan Thầy để luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.